Còn về giá của bộ sập thờ này thì tôi cũng xin là công khai báo giá chi tiết luôn cho mọi người. Giá của bộ sập thờ này thì chiếc sập thờ này là có giá là 20. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi trưa của những ngày đầu tháng 10 năm 2020. Tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, một chương clip giới thiệu sản phẩm khác thì em vừa hoàn thiện lên xong một bộ đồ thờ cho một khách hàng ở tại Bình Giang, Hải Dương quý nhé, và gia đình của bác Nhật tại thôn Thái Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trước mặt quý vị đây là bộ sản phẩm đấy chúng tôi vừa hoàn thiện lên cho bác đây. Thì trước khi bàn giao cho bác thì chúng tôi có quay lại một video clip làm mặt kỷ niệm như là giới thiệu đến tất cả mọi người. Bộ sản phẩm đồ thờ này thì bao gồm có một chiếc sập thờ tứ linh chân 24, một bộ cuốn thư câu đối cong ôm cột, một bàn cơm 3 món. Thì để trước khi đi vào đường nét chi tiết hơn, chúng tôi quay lại cái hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm này cho quý vị xem. Nó khá là to, cũng như là cái cỡ nó khá là lớn khi kê ở phòng thờ thì trông rất là đồ sộ hoành tráng quý vị nhé. Đây là một góc máy nghiêng của bộ sản phẩm này. Tất cả sản phẩm tôi đã hoàn thiện full BU bóng rồi. Để đi vào đường nét chi tiết hơn, tôi xin giới thiệu quý vị chiếc sập thờ này. Chiếc sập thờ này thì có kích thước là dài 2m17, cao 1m17 và sâu là 1m07. Chân của chiếc sập thờ này là chân 24. Phần dạ và phần toàn bộ phần dạ này của chúng tôi đục chạm thủ công 100% là bằng tay. Tôi giới thiệu chi tiết là phần dạ này đục chạm thủ công bằng tay với 4 hình tượng chính là Long Ly Quy Phượng, là 4 linh vật của trời đất. 4 linh vật trấn giữ trời đất, và chính giữa thì là có hình ảnh là đầu hổ phù. Đây thưa quý vị. Do sản phẩm của tôi là đã phun bóng rồi và hiện tại cái ánh sáng nó ngược chiều nên là nó hơi bị lé một chút, thì tôi có thể quay gần chi tiết hơn để cho mọi người xem được. Đây, toàn bộ phần đường nét của chiếc dạ sập thờ này là chúng tôi là đục chạm thủ công. Chính giữa là đầu hổ phù đây quý vị này. Rất là kinh bong nhé. Đây tôi quay lại gần hơn và giới thiệu về cái chi tiết là kinh bong chiếc sập thờ này. Thì cái đầu hổ phù này thì nó có tên gọi là đầu hổ phù, và nó là hình ảnh chính diện của cái đầu dòng nhìn về phía đằng trước nên là gọi là đầu hổ phù quý vị nhé. Chữ dòng mà nhìn trực diện đằng trước chúng ta gọi là đầu hổ phù. Đây phần bên này quý vị thấy những cái phần chân này, những cái phần nanh chân này chúng tôi này cực kỳ là kênh bong luôn, hay là những cái nanh vuốt này. Đó. Bên này thì là có hình tượng ly và phượng. Nếu tôi để thấp cái máy này thì quý vị thấy cái độ dữ dằn của cái đầu hổ phù này như nào. Đó là chiếc hổ phù chúa ở trung tâm của chiếc sập. Còn phía bên này thì là có hình tượng long và quy, có nghĩa là bên này là chú rồng đang đạp chân lên chú rùa đây, long quy đây. Rất là đẹp, và toàn bộ là đường nét là đục chạm thủ công bằng tay. Rất là giá trị và cầu kỳ quý vị nhé. Tiếp theo phía trên cổ này, bên trên cổ này chúng tôi là có hình tượng dòng trầu cuốn thư như là chữ thọ này. Đây là có bầu rượu và những đồng tiền và những trái đào này, tượng trưng cho sự trường thọ như là ý nghĩa tiền tài may mắn, mang may mắn đến cho gia đình. Đây phần ván mặt của chúng tôi, ván mặt này rất là đẹp, ánh sáng hơi khó nhìn một chút thưa quý vị nhé. Đây phần chân này, chân là chân 24 và có được chạm là chạm nghe chầu. Và toàn bộ chúng tôi mới chỉ chưa chỉnh lại, chúng tôi chỉ giá tạm vào đây thôi. Đó, đốc là đồ hổ phù này. Tiếp theo thì phía trên này là một chiếc cuốn thư. Chiếc cuốn thư này có kích thước là dài 1m97 và cao là 97, và được đục chạm theo mẫu hồng chỉ. Đây quý vị nhá, hồng chỉ. Chính giữa này có hai đôi chim chỉ này,
Và đây là có hình tượng là một chú rồng hóa mai đang trầu vào bông hồng kia. Thì tuy nhiên là cái phần đầu rồng này chúng tôi là vẫn chưa gắn vào và chưa đã hoàn thiện, nên là chúng tôi còn thiếu phần đầu rồng này quý vị nhé. Vẫn là ba chữ Đức Lưu Quang như thường lệ, chúng tôi đã giới thiệu khá là nhiều rồi, thì tôi chỉ quay qua phân thư đây thôi. Và toàn bộ đường nét là đều là đục chạm thủ công bằng tay, toàn bộ đục chạm thủ công bằng tay vô cùng là sắc nét cũng như là dày dặn. Đó, hai bên này thì là đôi câu đối cong ôm cột và kích thước cũng khá là dài 2m17 quý vị nhé, kích thước khá dài 2m17. Và hai hàng chữ là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thệ, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ngoài ra phía dưới này có một chiếc bàn cơm cúng nữa. Chiếc bàn cơm này có kích thước là dài là 1m27, cũng được đục chạm mà tương tự như là phần sập thờ kia với đường nét hoa văn như vậy. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu từ tổng thể đến chi tiết, từng chi tiết của bộ sập thờ này rồi. Thì mà quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu một bộ sập thờ như là của bác Nhật tại Bình Giang Hải Dương, đây là bộ đồ thờ của bác Nhật tại Bình Giang Hải Dương có đặt chúng tôi, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở Vũ Tư 8 nhé. Tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 5086, website là vũ tư 8.com. và tôi cũng xin báo giá công khai luôn là bộ sập thờ này có giá là chiếc sập này có là giá là 26 triệu, còn bộ cuốn thư câu đối kia là có giá là 19 triệu, chiếc bàn cơm này là 5 triệu quý vị nhé. Đó, quý vị nào muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, sẽ chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng họ. Và video clip tôi đang quay trực tiếp tại cái phần trước phía trước cơ sở sản xuất chúng tôi, về phía bên này có rất nhiều những cái lọ lục bình chất liệu gỗ sa cơ này. Xin chào mọi người.